Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Ban An toàn Giao thông thì tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Tuy nhiên thực tế, số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông trong những ngày qua không những không giảm mà còn có xu hướng tăng hơn so với cùng kỳ. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa 115. Theo báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An, tính từ 28 đến mùng 3 Tết, trên địa bàn tỉnh Nghệ An chỉ xảy ra 8 vụ tai nạn giao thông làm chết 6 người, bị thương 9 người. Như vậy là tình hình tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ giảm trên cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Theo báo cáo tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa 115, tính từ ngày 28 đến ngày mùng 7 Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho hơn 320 bệnh nhân bị tai nạn giao thông, chiếm 2/3 tổng số bệnh nhân bệnh viện tiếp nhận. Riêng ngày mùng 2 Tết có 123 trường hợp và mùng 3 Tết là 85 trường hợp bị tai nạn giao thông. Những ngày nghỉ Tết, khoa chấn thương chỉnh hình luôn có khoảng 120 đến 140 bệnh nhân. Và theo các bác sĩ của Bệnh viện 115 thì dịp Tết Nguyên đán năm nay số lượng bệnh nhân bị tai nạn giao thông tăng hơn nhiều so với các năm trước. Tình trạng tai nạn giao thông trong cái dịp Tết năm nay thì có cái tăng vọt so với năm vừa rồi, nó tăng đối với bệnh viện 115 thì nó tăng lên khoảng tầm 30%. Những cái chấn thương vào cấp cứu ở đây thì nó rất là đa dạng, thì gồm cả chấn thương sọ não và gãy xương phần cơ chi thể và chấn thương hàm mặt. Thì nhiều đa phần là những trường hợp về chấn thương sọ não và chấn thương hàm mặt. Tết Giáp Ngọ năm nay thì bệnh viện 115 đón nhận rất là nhiều ca cấp cứu. Tổng số là 546 ca, trong đó 322 ca tai nạn giao thông. Tổng số mổ do tai nạn giao thông trong Tết chúng tôi mổ 126 ca. So với năm ngoái thì năm nay số lượng nó tăng nhiều. Thì về phía bệnh viện thì là quán triệt cái chỉ thị của ngành, của ủy ban tỉnh, cho nên là có phương án trực tăng cường tất cả các bộ phận, kể cả cái đội xe vận chuyển cấp cứu, cho nên là làm tốt, tất cả các bệnh nhân vào thì đều được khám xét, cứu chữa, mổ xẻ kịp thời. Còn ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, tổng số bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông trong 9 ngày Tết Nguyên đán là 126 ca, chủ yếu là những trường hợp rất nặng được chuyển từ tuyến dưới về. Nhiều trường hợp bị chấn thương sọ não quá nặng đã tử vong tại bệnh viện. Như vậy thực tế thì tai nạn giao thông tăng hơn rất nhiều so với các năm trước và so với báo cáo tổng hợp từ Ban An toàn Giao thông. Bởi nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra nhưng không được báo cáo về cấp phòng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, theo nhận định, tai nạn giao thông vẫn chưa giảm trong thời gian từ nay cho đến hết tháng riêng bởi số lượng người đi lễ hội du xuân trong thời điểm này tăng cao.